Tỉnh Gia Lai vừa có quyết định về việc phê duyệt danh sách đối tượng tinh giản biên chế và kinh phí thực hiện tinh giản biên chế đợt 6 tháng đầu năm 2024 của các cơ quan tổ chức đơn vị trên địa bàn tỉnh. Sáng nay ngày 19 tháng 3 tại hội trường 2 tháng 9 thành phố Pleiku, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức phiên giải trình giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân để làm rõ những tồn tại hạn chế trong công tác quản lý nhà nước đối với các nhóm vấn đề liên quan đến lĩnh vực quy hoạch đầu tư xây dựng. Phiên họp thứ 31 Ủy ban Thường vụ Quốc hội chất vấn nhiều vấn đề nóng. Vừa qua tại hội trường 15 tháng 9, Ban Thường vụ Huyện ủy Công Chợ Ro tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Công an tỉnh Gia Lai tập huấn điều lệnh, huấn luyện quân sự võ thuật. Pleiku công nhận 242 giáo viên dạy giỏi lãnh 12 năm tù vì chém người. Xin kính chào quý vị, quý vị đang xem bản tin 24 giờ của báo Giá Lai điện tử được phát sóng vào lúc 19 giờ 30 phút. Bản tin hôm nay thứ ba ngày 19 tháng 3 năm 2024 sẽ có những nội dung chi tiết sau. Kính thưa quý vị, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có quyết định về việc phê duyệt danh sách đối tượng tinh giản biên chế và kinh phí thực hiện tinh giản biên chế đợt 6 tháng đầu năm 2024 của các cơ quan tổ chức đơn vị trên địa bàn tỉnh. Theo đó, danh sách có 43 cán bộ công chức viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tỉnh Gia Lai thuộc đối tượng tinh giản biên chế hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi đợt 6 tháng đầu năm 2024. Trong đó chia theo chính sách thì có 41 người thực hiện chính sách nghỉ hưu trước tuổi, hai người cho thôi việc ngay. Nếu chia theo đối tượng tinh giản biên chế thì có hai người thuộc diện vô dư do cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức viên chức theo vị trí việc làm. 35 người xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ trở xuống. Một người thuộc diện cán bộ, công chức viên chức đang trong thời gian bị kỷ luật nhưng chưa đến mức bị bãi nhiệm hoặc buộc thôi việc. Còn chia theo khu vực biên chế thì khối cơ quan hành chính có 4 người, cấp tỉnh 2 người, cấp huyện 2 người. Khối đơn vị sự nghiệp có 39 người, cấp tỉnh 5 người, cấp huyện 34 người. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ thông báo danh sách đối tượng tinh giản biên chế cho từng cơ quan địa phương biết và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện tinh giản biên chế cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của chính phủ. Thủ trưởng sở ban ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã thành phố căn cứ thẩm quyền quy định ban hành quyết định giải quyết chính sách tinh giản biên chế cho từng đối tượng chịu trách nhiệm về tính chính xác hồ sơ thủ tục giấy tờ giải quyết chính sách tinh giản biên chế cho cán bộ công chức viên chức đồng thời tiếp tục triển khai tổng hợp danh sách đối tượng đề nghị giải quyết chính sách tinh giản biên chế cho các đợt tiếp theo theo đúng tiến độ quy định việc tổng hợp phải đúng biểu mẫu gửi về sở nội vụ đúng thời gian quy định để thuận lợi cho việc tổng hợp được chính xác kịp thời Sáng nay ngày 19 tháng 3 tại hội trường 2 tháng 9 thành phố Pleiku, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa 12 nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức phiên giải trình giữa hai kỳ họp Hội đồng Nhân dân để làm rõ những tồn tại hạn chế trong công tác quản lý nhà nước đối với các nhóm vấn đề liên quan đến lĩnh vực quy hoạch đầu tư xây dựng. Phát biểu khai mạc phiên giải trình, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hồ Văn Niên cho rằng, thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ 16 nhiệm kỳ 2020-2025. Nghị quyết số 46 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 12 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 5 năm giai đoạn 2021-2025. Thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp các ngành địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực quy hoạch, đầu tư xây dựng và đạt được một số kết quả quan trọng. Nhờ đó, hệ thống kết cấu hạ tầng của tỉnh ngày càng được hoàn thiện, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị mục đích của phiên giải trình lần này là tập trung làm rõ nguyên nhân nhất là nguyên nhân chủ quan và trách nhiệm của ủy ban nhân dân tỉnh các cơ quan đơn vị địa phương có liên quan trong công tác chỉ đạo điều hành đối với các lĩnh vực nội dung nêu trên từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể để cùng tháo gỡ khắc phục những khó khăn bất cập hoặc đề xuất cơ chế chính sách nhằm thực hiện kịp thời hiệu quả hơn trong thời gian tới qua phiên giải trình lần này đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh các sở ngành liên quan cung cấp đầy đủ thông tin đánh giá kết quả việc tổ chức thực hiện những kiến nghị thuộc thẩm quyền thì ủy ban nhân dân tỉnh sớm chủ động giải quyết đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của chính phủ các bộ ngành thì ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục kiến nghị để tháo gỡ trong thời gian tới kết thúc phiên họp thường trực hội đồng nhân dân tỉnh sẽ ban hành kết luận phiên giải trình làm cơ sở để ủy ban nhân dân tỉnh các sở ngành đơn vị cá nhân có liên quan triển khai thực hiện Thưa quý vị, trong khuôn khổ chương trình phiên họp thứ 31 ngày 18 tháng 3, tại nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính và ngoại giao. Tham dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh, Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ việc lựa chọn nhóm vấn đề chất vấn tại phiên họp đã được cân nhắc kỹ lưỡng trên cơ sở tổng hợp các nguồn thông tin đề xuất của các đại biểu Quốc hội ra soát phạm vi đã chất vấn từ đầu nhiệm kỳ, xuất phát từ tình hình thực tế và tạo điều kiện cho tất cả bộ trưởng. Trưởng ngành đều được trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các bộ trưởng trả lời ngắn gọn đúng trọng tâm, đưa ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác điều hành lĩnh vực quản lý. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội phát biểu kết luận phiên chất vấn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, tại phiên chất vấn có 69 lượt đại biểu Quốc hội đăng ký tham gia chất vấn các nhóm vấn đề được lựa chọn nhất tại phiên họp này đều là lĩnh vực rất quan trọng, thu hút sự quan tâm của cử tri trong cả nước. Các đại biểu Quốc hội đã chuẩn bị kỹ câu hỏi ngắn gọn, phản ánh sát thực tế và đời sống, nguyên vọng của cử tri, thực hiện đầy đủ các quy định và chất vấn bảo đảm đúng thời gian quy định. Vừa qua tại hội trường 15 tháng 9, Ban Thường vụ Huyện ủy Công Chợ Ro, tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Công Chợ Ro quyết định điều động ông Đinh Thanh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đến công tác tại Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện kể từ ngày 18 tháng 3 năm 2024, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019-2024 theo quyết định số 459 ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Ban Thường vụ Huyện ủy điều động ông Trần Văn Cửu, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, kiêm giám đốc Trung tâm Chính trị huyện đến công tác tại Ban Dân vận Huyện ủy và bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng Ban Dân vận Huyện ủy kể từ ngày 18 tháng 3 năm 2024 điều động ông Nguyễn Đức Hướng, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch hội đồng nhân dân huyện đến công tác tại ban tuyên giáo huyện ủy và bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, kiêm giám đốc trung tâm chính trị huyện kể từ ngày 18 tháng 3 năm 2024. Ngày 18 tháng 3, Công an tỉnh Gia Lai khai mạc lớp tập huấn, điều lệnh, huấn luyện, quân sự, võ thuật đợt 1 năm 2024 cho 169 học viên là lãnh đạo và cán bộ làm công tác điều lệnh bán chuyên trách của Công an các đơn vị địa phương. Tại lớp tập huấn, học viên được quán triệt các văn bản của Bộ Công an quy định về điều lệnh nội vụ và điều lệnh đội ngũ tình hình, kết quả công tác điều lệnh, huấn luyện quân sự võ thuật đã được thực hiện trong Công an tỉnh và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 thực hành các nghi lễ công an nhân dân như lễ trao cờ tổ quốc, phong thăng cấp bậc hàm, trao tặng, đón nhận huân, huy chương và các hình thức khen thưởng khác. Các nội dung chào, báo cáo trong các hội nghị, hội thi về quân sự võ thuật, các học viên được huấn luyện cách sử dụng bảo quản và quy tắc bắn súng ngắn, súng tiểu liên AK kiểm tra bắn đạn thật súng ngắn, tập luyện các bài võ tổng hợp công an nhân dân và mai hoa quyền 52 động tác. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi năm học 2023-2024 và công nhận 242 giáo viên dạy giỏi cấp thành phố vào chiều ngày 18 tháng 3. Hội thi giáo viên dạy giỏi thành phố Pleiku năm học 2023-2024 diễn ra từ ngày 26 tháng 2 đến ngày 9 tháng 3. Tham gia hội thi có 244 giáo viên đến từ 70 trường thuộc bậc học mầm non tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Kết thúc hội thi có 242 giáo viên được Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Pleiku cấp giấy chứng nhận đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố năm học 2023-2024. Dịp này, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố khen thưởng cho 42 tập thể và 60 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hội thi, trong đó giải tập thể có 4 giải cá nhân, 8 giải nhì, 12 giải ba và 18 giải khuyến khích. Giải cá nhân có 5 giải nhất, 12 giải nhì, 17 giải ba 26 giải khuyến khích. Thưa quý vị, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên phạt bị cáo Đỗ Đoàn Hữu Pháp, sinh năm 1998, trú tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, 12 năm tù về tội giết người. Theo hồ sơ vụ án vào tối ngày 27 tháng 4 năm 2023, anh Nguyễn Tấn Thành, sinh năm 1986, trú tại thôn 1, xã Gia Tô, huyện Kim Rông, cùng một số người đến uống rượu tại một quán nhậu của người dân trong thôn 1, đến khoảng 20 giờ 5 phút cùng ngày, sau khi uống rượu, anh Thành đi sang nhà anh kế công trí cùng trú thôn một thì gây sự với nhóm thợ xây đang ở thuê nhà anh Trí. Tiếp đó thấy anh Thành dùng tay đánh hai người trong nhóm thợ của mình. Pháp đến căng ngăn thì bị anh Thành dùng tay đấm vào mặt. Bực tức Pháp chạy xuống bếp lấy con dao dài 39cm rồi quay lại chém mạnh vào vùng đỉnh Thái Dương của anh Thành. Hậu quả anh Thành bị tổn hại. 79% sức khỏe. Sau khi gây án, Pháp đến cơ quan công an, đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Thông tin trên cũng đã kết thúc bản tin 24 giờ của Báo Gia Lai Điện Tử hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào bản tin ngày mai.